Karin, đi chụp nha. Mà sang đồ cái đã. Xe phư cư. Đồ Giáng sinh. Và nhóm đông mèo. Đủ thứ phụ kiện. Giờ mình sẽ dùng kỹ năng đặc biệt để nhét vừa hết vào ba lô. Là nhồi nhét đó. Bụp cái tới nhà đi chụp. Chọt lên. Đập make up. Lên đồ. Nhào vô chụp. Chụp kết mà tấu hài thì nhiều à. Ủa? Chiu, biến hình. Muốn làm gì mà wow wow. Bạch. Xong, giờ đi ngủ. Nhớ hàng trước hình kỳ lạ, hình những tấm ốp sao nha.